Chào mừng các bạn khán giả đã quay trở lại với kênh Bí Quyết Thành Công. Các bạn thân mến, nếu bạn là tín đồ của cà phê, chắc chắn Starbucks là thương hiệu bạn chẳng thể nào bỏ qua, đúng không nào? Đây là chỗ nhà hàng cà phê lớn nhất và nổi tiếng nhất trên toàn cầu. Mặc dù giá của một cốc cà phê khá cao so với mặt bằng chung, nhưng lại hoàn toàn xứng đáng với chất lượng. Tuy nhiên, đã có một thời gian, nó chỉ là một quán cà phê nhỏ ven đường, chẳng ai để ý tới. Nhưng khát vọng biến Starbucks thành một thương hiệu lừng lẫy đã được ấp ủ bởi cậu bé nghèo đến từ Brooklyn. Đó là một hành trình dài, bởi chưa gặt hái được nhiều thành công, ông đã nếm trải đủ đau thương và thất bại. Bất chấp những ngày tháng tồi tệ đã phải đối mặt, Starbucks đã thay đổi cách nhìn của quần chúng về cà phê và biến nó thành một trải nghiệm thay vì chỉ là một loại đồ uống. Đây là cách ông chủ ấy xây dựng nên đế chế cà phê trị giá 80 tỷ USD từ con số 0. Vậy hành trình từ tay trắng tạo nên thương hiệu cà phê đắt giá nhất toàn cầu của người chủ Starbucks đã diễn ra như thế nào? Sau quá trình gian khổ đó, ông đã rút ra được những bài học quý giá gì cho những người đi sau? Các bạn hãy cùng Bí Quyết Thành Công tìm ngay sau đây nhé! Đầu tiên, chúng ta hãy cùng nhìn lại quá khứ để xem sự nghiệp của cậu bé đến từ Brooklyn đã bắt đầu như thế nào nhé. Howard Child là đứa trẻ thuộc thế hệ đầu tiên trong gia đình anh được đi học đại học. Tuy nhiên, cậu đã không may bị thương trong một trận đấu bóng đá ở trường đại học ở phía bắc Michigan và phải bỏ dở việc học. Sau đó, Howard bắt đầu làm bartender. Khi ấy, chàng trai trẻ đã sống những ngày tháng lầy lắt đến cùng cực. Thậm chí, đôi khi anh phải bán máu để có đủ tiền mua những thứ cần thiết. Sau đó, Charles đã tìm đến chương trình đào tạo bán hàng để học thêm kiến thức về kinh doanh. Ngoài ra, ông cũng bắt đầu làm việc với một công ty Thụy Điển bán đồ dùng nhà bếp. Nhưng Howard cảm thấy mình chưa sống đúng với tiềm năng của bản thân. Ông không cảm thấy hài lòng ngay khi trở thành một phó chủ tịch và tổng giám đốc tại công ty này. Howard Charles không chỉ muốn một khoản lương là 75.000 đô la mỗi tháng, những chiếc xe sang trọng và những kỳ nghỉ. Ông muốn xây dựng một đế chế của riêng mình. Câu chuyện về Starbucks cũng được khởi nguồn từ đây. Vào năm 1962, Gordon Bulger, một trong những người sáng lập Starbucks ban đầu, đã nếm thử cà phê cappuccino tuyệt hảo tại một quán cà phê ở Rome khi đi du lịch khắp châu Âu. Nó không giống như cà phê hòa tan hay cà phê thông thường mà người Mỹ thường uống. Sau chuyến chu du vòng quanh thế giới về quê nhà ở Seattle, ông đã bắt đầu theo đuổi sở thích cà phê bằng cách ghé thăm Mutia, một cửa hàng bán hạt cà phê chưa rang. Khi nảy ra ý tưởng mở một cửa hàng cà phê độc nhất vô nhị ở Seattle, ông đã đề nghị những người bạn của mình là Jerry Bowen và Jeff Segal cùng tham gia. Ba người họ sau đó đã nhận được sự giúp đỡ của Alfred Beach, chủ sở hữu của Beach Coffee. Beach ban đầu là người nhập cư Hà Lan. Ông có kiến thức chuyên môn về tất cả các loại hạt cà phê. Chính Beach đã là người dạy cho họ cách rang cà phê và pha cà phê sẫm màu theo cách của người châu Âu. Howard Child khám phá ra Starbucks. Năm 1981, Starbucks thu hút sự chú ý của Howard Child khi ông nhận thấy rằng một doanh nghiệp nhỏ nhưng lại mua rất nhiều sản phẩm, thậm chí là nhiều hơn cả Macy's. Ông không thể cưỡng lại việc ghé thăm cửa hàng Seattle của họ ở Pike Place Market. Ở đó, Charles biết rằng Starbucks chỉ bán hạt cà phê bán lẻ và cung cấp dịch vụ nếm thử cà phê. Khi nếm thử cà phê ở đây, Howard Charles xác định đây chính là thứ mà mình tìm kiếm bấy lâu nay. Howard đã liên hệ với Jerry Bowen và cố gắng thuyết phục để được góp cổ phần và biến Starbucks thành một thương hiệu toàn cầu. Lúc đầu, ba người họ nghi ngờ Charles, nhưng cuối cùng thì ông cũng nhận được sự chấp thuận của cả ba. Hành trình thay đổi từ Zero đến Hero trong ngành cà phê. Sau khi gia nhập một năm, Howard được cử đến Milan để tham dự một sự kiện quốc tế. Tại đây, ông đã khám phá ra hương vị thực sự của latte và sau đó trở lại Seattle với ý tưởng biến Starbucks thành một quán cà phê. Ba thành viên khác của nhóm không hài lòng lắm với ý tưởng mới này. Họ muốn gắn bó với Starbucks như ban đầu, một cửa hàng bán lẻ hạt cà phê. Tại thời điểm này, Jerry Bowen và hai người bạn của mình quan tâm hơn tới việc mua Beach Coffee thay vì phát triển Starbucks sang một con đường mới. Thương vụ kinh doanh này không có lợi cho Starbucks, nó phát sinh nhiều khoản nợ lớn và đưa họ đến gần phá sản. Sau đó, Howard đã thực hiện một bước đi táo bạo của mình là mở cửa hàng mang tên Il Giornale, được mô phỏng theo những quán cà phê ở Ý, nhưng kiểu văn hóa cà phê đó không phổ biến vào những năm 1970 và 80 ở Mỹ. Howard may mắn hơn khi mua lại Starbucks từ Jerry và đồng nghiệp với chi phí là 3,8 triệu đô la. Đồng thời, Il Giornale cũng bắt đầu khởi sắc. Nhưng con đường phía trước thì vẫn chưa hết chông gai. Một lần nữa, Starbucks rơi vào khủng hoảng. May mắn thay, tỷ phú đồng sáng lập Microsoft, Bill Gates đã hỗ trợ Starbucks tại thời điểm đó. Nhờ huy động tiền từ một nhóm các nhà đầu tư nhỏ, Howard một lần nữa có thể phục hồi sau cuộc khủng hoảng và khai sinh ra Starbucks tồn tại cho đến ngày nay. Kể từ thời điểm đó, Starbucks lên như diều gặp gió.
Như chúng ta đã thấy, hiện nay thương hiệu này đã phủ sóng tại rất nhiều các quốc gia trên thế giới. Công lao tất cả thuộc về cậu bé đến từ Brooklyn, người đã không từ bỏ ước mơ của mình và biến nó thành một công ty trị giá 80 tỷ đô la. Ngày nay, Starbucks sản xuất khoảng 57% lượng cà phê được tiêu thụ trên toàn cầu. Sau những điều đã trải qua, Howard Chow đã nhấn mạnh được hai bài học quan trọng nhất. 1. Hãy mơ những giấc mơ lớn. Hãy tin rằng bạn có thể thành công. Hãy tin rằng bạn có thể đạt được những điều được cho là không thể. 2. Thay đổi tư duy, suy nghĩ về những gì bạn có thể đạt được, thay vì những gì mọi người nói với bạn rằng bạn không thể. Và để khám phá thêm những bài học làm giàu từ những người thành danh khác trên thế giới, các bạn hãy sở hữu ngay cho bản thân một chiếc USB sách nói nhé! Chỉ với một chiếc USB nhỏ gọn thôi là bạn đã sở hữu được hơn 80 cuốn sách hay nhất mọi thời đại về kinh doanh, làm giàu do New York Times lựa chọn rồi. Các bạn hãy nhanh tay click vào link ở phần mô tả để nhận được những ưu đãi, cũng như là bổ sung thêm hành trang giúp hiện thực hóa giấc mơ làm giàu của mình nhé! Từ tay trắng tạo nên cơ đồ, quả thật không phải là điều không thể đúng không các bạn? Ông chủ Starbucks đã thành công và gây dựng được thương hiệu cà phê nổi tiếng toàn cầu, không ai địch lại. Điều đó cho thấy, nếu chúng ta tin tưởng vào chính mình, bỏ qua lời rèn pha, nghi ngờ và tập trung vào mục tiêu, sớm muộn thì thành quả cũng tới. Bạn cần nhớ rằng, cuộc đời này, ý nghĩa hay không, chính là do bản thân mỗi người quyết định. Chính bạn mới là người sẽ tạo nên bức tranh của cuộc đời, tôi theo gam màu nào, tươi sáng hay u tối tuyệt vọng đều là lựa chọn của riêng bạn. Chính vì thế, để có một tương lai, một kết quả như ý, chắc chắn bạn cần phải nỗ lực. Vậy làm thế nào để sống trọn vẹn cuộc đời quý giá này? Thành công và sự giàu có sẽ tới khi chúng ta đối mặt với cuộc đời của chính mình ra sao? Chúng ta hãy cùng nhau khám phá ngay sau đây nhé! 1. Cuộc đời có muôn vàn cách sống, hãy chọn cách sống cho bản thân. Mỗi người có một cuộc đời là của riêng mình, trong cuộc đời đó lại có vô vàn cách sống. Nhiều người chọn cho mình cách sống vui vẻ đứng ngoài mọi chuyện, có người lại lựa chọn mình cách dấn thân. Còn có cả người sẵn sàng vì đam mê mà sẵn sàng chịu mạo hiểm. Nhưng cuối cùng, kết quả thì vẫn chỉ có một. Sống cho bản thân mình mới là cách sống tốt nhất. Con người vốn dĩ chỉ sống một lần trên đời. Bạn còn đợi đến bao giờ mới sẵn sàng làm những điều mình thích? Sống vì mình, chứ không phải là vì người khác. Người sống tốt cuộc sống của mình là người biết cách hưởng thụ cuộc sống. Người không ngần ngại tìm kiếm ra những điều khiến bản thân thoải mái. Càng không vì tiết kiệm mà đắn đo khi quyết định mua một món đồ mang lại niềm vui cho mình. Đấy mới là cuộc sống có thể khiến bạn vui vẻ, hạnh phúc. Để sau này bạn có thể mỉm cười nhớ về nó khi xế chiều. 2. Khi tin tưởng, bạn sẽ tìm thấy một con đường cho mình. Cuộc sống này vốn khó khăn hơn chúng ta tưởng, không phải lúc nào cũng vui vẻ và hạnh phúc. Sẽ có những lúc chúng ta cảm thấy đau thương, có những lúc muốn rơi nước mắt và gục ngã. Thế giới này đầy hỗn loạn và phức tạp, mỗi bước đi đều khiến chúng ta phải đắn đo vì không biết làm sao cho đúng, làm sao cho không lầm đường. Nhưng chỉ cần bạn tin tưởng, nhắm mắt lại tĩnh lặng một chút, suy nghĩ cẩn trọng hơn, bạn sẽ tìm được mục tiêu khiến mình muốn kiên định mà tiến lên. Đến khi ấy, thế giới sẽ nhường cho bạn một con đường, còn bạn sẽ tìm thấy con đường đúng đắn cho bản thân. Tất nhiên, không phải lúc nào tiến lên cũng có được kết quả tốt. Không ai dám chắc rằng con đường phía trước của bạn là con đường thẳng tắp không nhấp nhô, uốn lượn. Chỉ cần bạn tin tưởng, tất cả những khó khăn đó chỉ là để bạn rèn luyện bản lĩnh trước khi tìm được con đường đúng đắn. Bởi lẽ, có một số việc không nhất định phải nói cho người khác nghe. Có đau đớn nhưng đừng quá hy vọng người khác sẽ hiểu. Có nhiều chuyện theo thời gian rồi sẽ lãng quên. Những nỗi đau, vất vả bạn trải qua, dần dần rồi sẽ được đền đáp một cách xứng đáng. 3. Sống là chính mình, cuộc sống sẽ không có hối tiếc. Cuộc sống của bạn là do bạn chọn, con đường của bạn là do bạn tự đi. Mỗi người đều có một cuộc sống của riêng mình, không ai có thể đi thay bạn và cũng không ai có thể chọn thay bạn. Vì vậy, bạn đừng cố gắng làm hài lòng những người khác, mà hãy làm những điều mà mình muốn. Sống chân thật với cảm xúc của chính mình, bạn sẽ cảm thấy thật thoải mái, không bị gò bó hay ép buộc. Cuộc sống có đôi khi không như ta mong đợi, có những việc xảy ra khiến ta không vui. Bạn hãy học cách buông bỏ, tự mình vun đắp cho tâm hồn mình. Sống một cách đơn giản, suy nghĩ đơn giản, sống trọn vẹn với những đam mê, bạn sẽ tìm thấy con đường đi đúng đắn. Sống là chính mình không có nghĩa là bạn đề cao cái tôi quá mức, mà phải biết lắng nghe người khác nói, tiếp thu ý kiến khi họ góp ý, biết nhận lỗi khi làm sai. Sống trên đời không ai hoàn hảo cả. Vì vậy, chúng ta cần phải tôn trọng người khác, cho dù họ còn nhiều thiếu sót. Sống như vậy, bạn sẽ thấy vui vẻ, hạnh phúc và không cảm thấy sống hoài, sống phí. Để không phải đắn đo, suy nghĩ đi con đường nào là đúng, chỉ cần bạn tin tưởng, cẩn trọng một chút, bạn sẽ tìm được mục tiêu khiến mình kiên định bước đi. Cho dù có thất bại, hãy xem mỗi lần vấp ngã là một lần trải nghiệm, giúp bạn tích lũy thêm kinh nghiệm. Mỗi lần trải nghiệm đều là một lần tích lũy, vấp ngã chỉ là để rèn luyện. Nếu không có đau thương, làm sao chúng ta học được cách kiên cường? Nếu không từng thất vọng, làm sao chúng ta học được cách đối mặt? Cuộc sống của con người mỗi chúng ta đều cần những suy nghĩ đơn giản một chút, chuyện gì đến sẽ đến, không thể nào tránh được. Hãy sống là chính mình, vui vẻ,
hạnh phúc thì mới không uổng sống trên đời. Con người muốn nhận được sự tín nhiệm từ người khác thì hãy thành thật, muốn thành thật thì hãy chân thật, muốn chân thật nhất định phải là chính mình. 4. Đừng để cuộc đời của bạn bị chi phối bởi lời nói của người khác. Ngạn ngữ có câu, kim vô túc xích, nhân vô thập toàn. Ý chỉ đến cả vàng cũng chẳng thể thuần khiết thì con người nào có ai hoàn hảo. Sống trên đời, việc có thể vừa lòng tất cả mọi người dường như là một điều không thể. Bên cạnh bạn sẽ có người yêu mến, có người ghét bỏ, có người khen ngợi, lại có người không tiếc lời chê bai. Chỉ cần bạn nhớ, miệng là của người khác, thị phi là chuyện trong thiên hạ. Dù có cố gắng đến thế nào thì vĩnh viễn bạn cũng không thể quản được. Đó càng không phải là thước đo để đánh giá một con người. Vì thế, thay vì để bản thân bị chi phối bởi lời nói của người khác thì hãy học cách tin tưởng bản thân mình. Chỉ cần bạn sống ngay thẳng, trong sạch thì không có gì phải hổ thẹn, càng không phải bận lòng khi có lời gièm pha từ người khác. 5. Trong tâm vui vẻ thì trong mắt mới có thể nhìn thấy ánh mặt trời. Cuộc sống là một chuỗi những ngày nối tiếp nhau. Nếu hôm qua bạn phiền lòng vì một điều gì đó mà đem phiền lòng đó đến tận hôm nay, bạn sẽ chẳng bao giờ có thể nhìn thấy tương lai tươi sáng đang chờ đón mình phía trước. Có những nỗi đau thương cần phải học cách buông bỏ thì chúng ta mới có thể trưởng thành. Khi khó khăn, mệt mỏi thì học cách nhẫn nhịn, chịu đựng. Chuyện lớn hay chuyện nhỏ của bản thân thì hãy tự giác làm, đừng thoái thác cho bất kỳ ai. Cuộc sống, mỗi người đều có cho mình một con đường riêng, không ai có thể đi thay bạn cả. Vì thế, đừng vì những lời chê bai, thiếu tin tưởng của người khác mà từ bỏ. Không ai có thể sống thay cuộc đời của chúng ta, nên hãy luôn hướng đến những điều tốt đẹp, điểm tích cực để có động lực phấn đấu hơn mỗi ngày các bạn nhé. Và cũng đừng quên áp dụng hai bài học lớn từ ông chủ của Starbucks. 1. Hãy mơ những giấc mơ lớn. Hãy tin rằng bạn có thể thành công. Hãy tin rằng bạn có thể đạt được những điều được cho là không thể. 2. Thay đổi tư duy, nghĩ về những gì bạn có thể đạt được thay vì những gì mọi người nói với bạn rằng bạn không thể. Bên cạnh đó, hãy ghi nhớ 5 cách sống để cuộc đời thêm ý nghĩa. 1. Cuộc đời có muôn vàn cách sống, hãy chọn cách sống cho bản thân. 2. Khi tin tưởng, bạn sẽ tìm được một con đường cho mình. 3. Sống là chính mình, cuộc sống sẽ không có gì hối tiếc. 4. Đừng để cuộc đời của bạn bị chi phối bởi lời nói của người khác. 5. Trong tâm vui vẻ thì trong mắt mới nhìn thấy ánh mặt trời. Có bí quyết, ắt sẽ thành công.